Hi. Hôm nay mình có một chiếc MTB Scott và muốn chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình rửa một chiếc xe nó không phải tốn quá nhiều nước mà nó an toàn chiếc xe của mình. Trước tiên thì mình chỉ cần một cái bình nước khoảng 2 lít thôi. Mình không cần phải xài một cái máy bơm hay là một cái máy xịt áp lực gì hết, tại vì xe đạp thì tương đối là vệ sinh nó đơn giản. Mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là Simborin. Cái hóa chất này thì mình sẽ dùng để vệ sinh xích líp. Cái này nó rất là an toàn cho da tay. Mình thấy da tay mình như da em bé, rất là mịn. Mà mình hoàn toàn không cần phải sử dụng bao tay tiếp xúc với cái hóa chất này. Xà bông thì mình xài múc óp để mình, sau khi mình phủ nước hết thì mình sẽ dùng cái này để mình cọ rửa cái xe. Simborin thì mình sẽ pha theo tỷ lệ 1:1. Mình sẽ pha loãng cái Simborin này với nước. Xích líp thì không cần quá nhiều đâu. Cái này thì các bạn nữ chúng ta cũng có thể tự làm ở nhà được luôn. Rồi xong. Rồi đầu tiên mình sẽ phủ Simborin lên hết cái bộ chuyển động. Không ra ta. Cái bình này có vẻ là mình làm hư rồi sao? Nó xịt có một tia. Rồi. Kem không? Kem không? Mình chuyển cái vòi khác qua bên đây là bây giờ cái này là xịt ok luôn rồi đó. Đó, cái mình cần cái tia là nó phải bắn ra như vậy nè, nó bọt nó bắn ra vậy. Cứ quay đều thôi để cho cái hóa chất này nó ngấm vô từng cái mắt xích. Mình chờ khoảng 5 phút để hóa chất nó ngấm đều vô, nó đầu nó rã cái phần dầu ra là bắt đầu mình có thể mình lau được rồi. Sở dĩ mình muốn giới thiệu cái hóa chất này cho các bạn, thứ nhất là nó an toàn cho da tay, thứ hai là nó thân thiện với môi trường. Hóa chất này thì các bạn xài xong thì các bạn có thể đổ đi ra ngoài được. Và cái thứ ba là chúng ta có xịt nhầm vô trong phanh thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái phanh hết. Nếu như các bạn nào mà xài dầu hỏa với xăng thì cũng được, nó rất là sạch luôn, nhưng mà là chúng ta có xịt vô trong phanh thì nó rất là khó để khắc phục cái lỗi đó. Nó sẽ tạo ra cái tiếng ét 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 khi chúng ta vô tình chúng ta xịt dầu hỏa hay là xăng vào trong hệ thống phanh. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái cọ, hoặc là các bạn có bàn chải đánh răng thì các bạn sử dụng bàn chải đánh răng cũng được. Chúng ta cũng sẽ xịt ướt cái cọ và cái bàn chải đánh răng mà các bạn xài, rồi chúng ta quét cái phần líp. Rồi cái cùi đề thì các bạn cũng có thể sử dụng Simborin để các bạn rửa qua cái cùi đề luôn cũng được. Rồi bây giờ tới cái phần xích. Xích thì các bạn có thể xài một cái dẻ hoặc là một cái miếng rửa chén. Ở đây mình xài một cái miếng rửa chén. Này nó có cái phần gai với xốp nó mềm á. Mình xịt Simborin vô trong đây luôn. Rồi. Các bạn cặp một cái đầu xích ở dưới và chúng ta quay thôi. Quay thì cái sợi xích của mình nó sẽ được rửa sạch bằng cái miếng rửa chén này. Đó, quay mấy vòng rồi chúng ta mở ra, chúng ta bổ sung thêm vô trong cái miếng rửa chén và chúng ta cặp ngang. Hồi nãy là mình cặp dọc, rồi bây giờ là mình cặp đứng để mình rửa cái bề mặt trên dưới của cái xích. Chúng ta cũng rửa luôn cái dĩa trước. Vậy là cơ bản mình đã vệ sinh xong cái phần bộ chuyển động bằng Simborin rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng nước để mình xả sơ. Các bạn có thể thấy tay mình, các bạn tay của mình không? Nhưng mình cầm lên sợi xích. Bình thường nếu chúng ta cầm lên, chúng ta sẽ thấy những cái ám dơ của nhớt nó để lại. Nhưng mà sau khi rửa bằng Simborin xong thì cái tay mình vẫn rất là sạch. Đó. Các cái dầu mỡ mà nó bám và đất cát và ở cái phần dơ bên ngoài của cái bộ chuyển động thì nó đã được tẩy rửa hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục rửa hết những cái phần còn lại trên chiếc xe này. Xà bông mình sử dụng sẽ là Mucop Fast Action Bar Cleaner. Rồi mình sẽ rửa cái phần bánh trước ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo mình sẽ vệ sinh đến cây phuộc. Về phần phuộc và sườn thì các bạn xài một cái khăn mềm thôi. Và bây giờ mình sẽ xả hết những cái phần xà phòng nó còn dính lại trên xe nữa thôi. Và xong. Rồi công đoạn cuối cùng của mình là mình sẽ tra lại dầu tra xít vào trong chiếc xe này. Thì để đảm bảo dầu tra xít hoạt động trơn tru thì trước tiên các bạn phải lau khô sợi xích đã, cho nó không còn seabrine còn dính ở trên đây. Cái phần dĩa các bạn cũng lau luôn nha. Liếp được thì các bạn cũng lau luôn. Nói chung là cái gì vệ sinh qua seabrine rồi và rửa nước rồi thì chúng ta phải lau sạch lại hết cho nó sạch. Về chai xít các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại chai xít nào cũng được, nhưng mà hạn chế cho mình đừng sử dụng dầu nhớt xe máy hoặc là dầu cũ để chúng ta chà lên đây, nó rất là dơ. Nó còn những cái mạt á, mạt của kim loại cũ á, chúng ta chà lên đây nó rất là có hại cho xít. Ta nên xài những cái loại dầu xít chuyên dụng. Ở đây ví dụ như là mình xài múc ọp ha. Và khi chà các bạn chà phần dưới của xít. Các bạn chà ở phía trên cũng được, nhưng mà ở trên này thì nó sẽ phải mất một khoảng thời gian để nó ngấm vô các cái pin. Chà vào đây thì nó sẽ phát huy tác dụng nhanh hơn. Rồi khi chà thì các bạn lưu ý là đừng có chà qua hai bên, đừng có để xích cái nhớt nó dính qua hai bên. Cái chỗ này thì nó chẳng có tác dụng bôi trơn gì hết. Chúng ta chà vào các cái pin, các cái pin này, xích nó sẽ, nhớt nó sẽ luồn qua các cái khe pin này để nó bôi trơn. Chứ chúng ta không có chà ra hai bên này, đừng có làm ướt hết cọng xích, đi gặp cát đất thì nó sẽ bám vô và làm dơ sợi xích mình. Rồi nếu các bạn chưa quen tay thì các bạn có thể chà từng mắt như mình. Đó, chúng ta sẽ chà từng cái pin một. Và khi chà các bạn nhớ là chúng ta chà ở cái chỗ mastering. Và lát nữa chúng ta lặp lại một vòng mastering là chúng ta đã chà đủ. Rồi để đảm bảo là xích vừa được môi trơn mà vừa sạch nữa thì các bạn sử dụng tiếp cái khăn khô. Chúng ta ôm hai bên đầu mặt xích nè. Chúng ta quay để những cái dầu nhớt mà nãy vô tình nó bị chảy ra ngoài nó sẽ bám lên cái khăn này, và hai cái bề mặt xích của mình sẽ không có bị dơ, và mình đảm bảo vẫn đảm bảo cho cái việc bôi trơn mình nó được êm ái. Và là xong, mình đã chà xích xong rồi đó. Các bạn thấy sợi xích của mình hai bên bề mặt nó rất là sạch đó, tay mình không còn dính lại nhiều dầu nữa. Còn thấy tay mình nó mềm không? Vẫn mềm mà không bị khô ráp. Thường thường mình xài những cái hóa chất tẩy rửa khác thì mình phải mang găng tay vì nó rất là độc. Cái loại seabrine này thì nó rất là thân thiện với tay và môi trường. Đó, tay mình giống như là tay con gái vậy đó. Ai muốn nắm thì nhớ subscribe kênh giùm cho nắm tay gái nha. Về sản phẩm thì mình để dưới mô tả, các bạn có thể kéo xuống đó để tham khảo thêm về những cái sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.